tỉnh bẻ tỉnh đây là kêu mẹ ấy à? Tỉnh mẹ đang con tỉnh là bỏ vào hòm rồi. Con bé này đi tìm mẹ ơi, mẹ ở đâu? Chui xuống dưới gầm giường nó tìm mẹ. Chui dưới gầm giường tìm mẹ luôn. Chui xuống dưới gầm giường tìm mẹ, bảo là mẹ chết rồi con ơi. Mẹ nằm trong hòm rồi. Bảo không phải, mẹ con đang đi đâu thôi. Mẹ con đi biển thôi. Đâu? Dạ con trên kia bôn công việc gia đình nhé. Bỏ này hai người, hai đứa con đang đi học á. Dư mà đi làm thì bỏ cho con cũng bỏ được. Cho nên là khó mới trả được nợ lắm. Dạ. Con đứa này đang hai đứa này này. Hai cháu này này. Ít bữa đi học. Kịch được mắt thì con bị tí cả, con sẽ xin sách vở cho hai cháu đi. Con giờ học lớp mấy con sẽ xin hai cháu lên là sách vở để đi học. Đó. Về cần thiết quần áo á, quần áo cần thiết cái gì là để anh đưa lên cho, vì dưới anh là các nhà hảo tâm gửi quần áo về rất nhiều. Thưa quý vị và khán giả, hôm nay bác trên đường đi vào thăm một cái gia đình một người em. Gia đình người em này thật là hoàn cảnh thật rất là đáng thương. Đó là gia đình em Huỳnh Thị Hoa. Thì trong thời gian vừa qua thì em Huỳnh Thị Hoa là bị mắc một căn bệnh. Nhà rất là nghèo, trong cái nghèo là mắc một căn bệnh rất là quái ác, đó là bệnh ung thư tử cung. Trong khi em bị bệnh đó thì em cũng đã nhiều lần đi phẫu thuật. Mà nhà thì nghèo không có tiền, thì em cũng đã nhắn tin đến cho anh Tho bà Cương. Và sau đó là có được sự giúp đỡ của em Hà Huy Khánh. Và em điền máy quang viện vào Bắc. Đó, khi vào đến nhà thì nhìn hoàn cảnh của em rất là đáng thương. Thì em Hai Hữu Khánh đã trao cho em số tiền là 30 triệu đồng. Và Bắc và điền máy quang viện là giúp cho em thêm nữa là 3 triệu đồng. Thêm nữa là tổng là 33 triệu đồng. Thì không dừng lại ở đó. Thì khi em đi phẫu thuật ở dưới Vinh á, thì em Hai Hữu Khánh đã rất nhiều lần đến giúp đỡ em ở tại bệnh viện ung biểu ở Nghệ An. Và cũng có rất nhiều lần là em Hoa cũng rất là nhắn tin đến cho mình, cho bác. Cũng nói là anh bác ơi, anh cứu em với, em cứu em một lần này nữa thôi. Giúp em tiền ăn với tiền đi lại ở dưới bệnh viện ấy. Thì khi đó thì bác cũng đã liên hệ với em Hai Khánh. Thì em Hai Khánh cũng đã liên hệ bên chỗ các cái người quen, các nhà hảo tâm ở bên Vinh là đến giúp đỡ cho em và gia đình em, người nhà bệnh nhân ấy, là cái số tiền ăn là được miễn phí. Và trong thời gian chữa trị thì em đã phẫu thuật 5 đợt phẫu thuật, mà do cái căn bệnh của em nó đã bị dí cắn rồi, nó đã bị dí cắn, cho nên là các bác sĩ đã nỗ lực hết mình và các cái nhà hảo tâm cũng đã hết mình để giúp đỡ em rồi, để cứu em. Nhưng mà hiện tại bây giờ em đã mất rồi, em đã mất 2 ngày rồi. Thì mình cũng, bác cũng làm cái chương trình này thì cũng để đưa lên để cho các cái nhà hảo tâm vừa rồi giúp đỡ cho em Huỳnh Thị Hoa, để cho các nhà hảo tâm đó biết được là em bây giờ như thế nào. Bây giờ mình định thắp cho em một nén nhang á, khác với đợt trước. Đợt trước đang còn được nói chuyện với em. Còn bây giờ thì em đã ra đi mãi mãi rồi, để lại cho 3 đứa con thơ và chồng quả vợ. Trong khi đó chồng này không biết chữ. Mà khi em nhà em đang nghèo rồi, bây giờ thì còn để lại một số nợ rất lớn ở ngân hàng nữa. Chứ chồng thì trống một, nuôi 2 con ăn học nè, lại còn một người con nhỏ nữa. Nếu mà đi làm thì cũng hơi bị khó. Thì để con ở nhà cũng để được. Đấy, đó là một vấn đề rất là nan giải. Thì bây giờ như thế nào thì mời quý vị khán giả và các nhà hảo tâm cùng với bác là đi vào thắp cho em Hoa một nén nhang và đồng viên gia đình
để cho gia đình em sẽ cố gắng vượt qua cái nỗi đau này. Vâng, sau khi di chuyển cái quãng đường nó cũng tương đối là hơi vất vả, cái đường đi vào đấy nó hơi khó. Bây giờ nhà em Hòa đây thôi, mời mọi người đi vào nhé. Ở trong này cũng bây giờ rất đông người vì họ cũng đến là chia buồn á với gia đình nhé. Bây giờ mời quý vị khán giả và các nhà hảo tâm là cùng với mình, cùng với bác là đi vào thắp cho em một nhẫn nhãn và động viên gia đình. Quay đây nhà em Hoa. Chào chào. Quay đây anh xin chia buồn cùng gia đình. Nghe em mất mấy ngày rồi nhưng mà bây giờ mới đến được. Khỏe không? Chia buồn cùng gia đình nhé. Rồi anh bố thắp nhang nhắn đưa mẹ đâu? Nó ngủ à? Khỏe các bạn. Khỏe rồi. Khỏe. Dạ, khỏe ạ. Dạ dạ. Dạ, khỏe không? Dạ, con xin chia buồn cùng gia đình nhé. Bỏ cái bàn lên anh. Em bỏ cái bàn lên. Mà em làm à? À, bàn em bỏ lên à? Dạ dạ. Con nghe mấy ngày thôi chứ mà gia đình kiểu đang chạy đi chạy lại nhiều việc á, thế còn chưa lên được, cho nên là bữa nay mới lên được á. Đưa cơm ngày cuối đưa ta. Dạ dạ. Ông ấy là ngày cuối đưa ta. Ôi nhà hào tâm rồi. Cảm ơn. Cảm ơn ba tiên. À, cũng cơ bảo hiểu hơn đức phú leo chỉ tay hưởng tay hòa cũng của mơ mấy ngày coi kỹ coi dù. Sốt tạc mi giả cố càng mi man tăng mi chờ mi lóng cứ quan tâm họ không chứ lại cũng buồn cũng gia đình nhé và đi cố gắng đấy mẹ đứa mẹ là mốt ngủ đâu à ba đứa ơi hai đứa đi ơi đứa đâu học lớp 7 đấy. Hả? À, con học lớp 7 đấy. Lớp 10 đó. À, để con học lớp 7 đấy. Lớp 5 à. Con út nữa, đây là đứa thứ hai này. Kia là con đầu, còn đứa út là bên kia. Út trẻ về đây à? Đứa đi nhỉ, đứa trống à? Dạ dạ dạ. Đây. À, quý vị và khán giả và các nhà hảo tâm biết đấy thì đấy là em bé nhỏ nhất đấy
nhỏ nhất của em Hoa, và bên kia là hai cháu. Dạ. Thì bây giờ là Hoa mất rồi vì chữa bệnh cũng phẫu thuật bộ 5 lần, gia đình thì nghèo mà tiền thì quyệt quệ đấy, không phải quyệt quệ mà hiện tại bây giờ là đang mắc nợ ngân hàng cũng rất nhiều. Nhưng mà anh đấy thì anh cũng biết chữ, cho nên là đi ra làm hơi khó, xin việc làm hơi khó đấy. Như mà có con nhỏ này, giờ mà anh đi làm thì không thể làm được, mà không biết hàng tháng lấy tiền đâu mà trả tiền lại cho ngân hàng. Dạ. Chứ một vấn đề rất là nan giải đấy. Trước đây thì nhà con cũng kêu gọi cho rồi. Dạ. Rồi là tạo điều kiện thế nào. Dạ. Chỉ dẫn cho làm cách nào cho con cháu nó biết thì mà theo, dù không biết chữ nhưng mà có các nhà hảo tâm, có những người dạ chỉ dẫn để con cháu nó làm bằng cách nào, nhờ đảng, nhờ nhà nước, rồi nhờ dạ ý lòng hảo tâm của những người cao cả chỉ dẫn cho con cho cháu làm dạ, sao dạ cho nó thoát được cái nan này. Đúng là cả nhà hình như là kiệt quê cả rồi. Dạ. 3 năm nay cha con hình như là còn kiệt hết rồi. Dạ dạ. Con thì nhỏ, 3 đứa con mình cha nó mang vác sao nổi, ông bà già rồi, hết sức lao động rồi, đâu có còn làm được gì nữa chú ơi. Dạ. Mọi sự nhờ các nhà hảo tâm, nhờ đảng, nhờ những người biết dẫn đường chỉ lối cho con cho cháu nó làm sao để mà thoát được cái cảnh hoạn nạn này. Dạ. Đấy. Đấy là tôi rất cảm ơn dạ, dạ, dạ các nhà hảo tâm, rồi rất cảm ơn đảng, nhà nước. Dạ. Với là hàng xóm, tôi rất cảm ơn dạ, anh dạ em họ hàng nội ngoại, rồi là các nhà hảo tâm, đúng là không biết lấy cái lòng nào. Ông ạ, đường mua cái gì đến, việc gì đến nó sẽ đến. Vâng. Thì các bác ý, bác sĩ và các nhà hảo tâm, vì nhà con cũng kêu gọi các nhà hảo tâm vừa rồi cũng rất giúp đỡ cho em Hoa rất là tận tình, nhưng mà do cái bệnh của em nó nặng quá đấy, không thể vượt qua được. Thì bây giờ thì con đến là đồng viên gia đình, vì nhất là em đấy, vì con cũng hay là tiếp xúc nhiều. Vì vừa rồi ở xuống dưới bệnh viện hỗ trợ tiền thì không nói rồi, nhưng mà em Hoa cũng nói là anh bác ơi, anh giúp em với, em bây giờ không có tiền ăn nữa. Thì con đã điền liên hệ với hai Khánh ấy, hai Khánh quen ở bên Vinh rất nhiều, thì em hai Khánh đã cho các cái nhà hảo tâm mang cơm đến tận nơi cho em thôi. Con như tỉnh bé tỉnh dậy là kêu mẹ ơi à. Tình mẹ đang còn tỉnh bỏ vào hòm rồi. Tìm mẹ. Con bé này đi tìm mẹ ơi, mẹ ở đâu? Chui xuống dưới gầm giường nó tìm mẹ. Chui dưới gầm giường tìm mẹ luôn. Chui xuống dưới gầm giường tìm mẹ, bảo là mẹ chết rồi con ơi. Mẹ nằm trong hòm rồi. Bảo không phải, mẹ con đang đi đâu thôi. Mẹ con đi viện thôi. Nó đâu nó có biết là mẹ nó chết đâu, bảo là mẹ nó trong hòm mà nó không nghe. Nó toàn chui xuống tìm, rồi chạy vào giường này, chạy vào giường kia tìm con, tìm mẹ nó. Cả nhà ai có cơm được nó mắt đâu. Dạ. Lúc nào cũng thế. Cứ hỏi mẹ là nó đi tìm chỗ này, tìm chỗ kia. Tuổi đang trẻ mới có 2 tuổi làm gì là biết đi. Kể cả chứ 6, 7 ngày, 6 vẫn không biết là mẹ mất rồi. Cô đâu biết cái gì đâu, nói là mẹ đang đi làm. Cụt này 12 tuổi. 12 tuổi hả? Anh như mắc nợ ngân hàng nhiêu đâu? 30 tháng. Mắc nợ ngân hàng như bây giờ nhiêu đâu? 25 triệu. Bây giờ đang mắc nợ ngân hàng 25 triệu. Nhưng mà con nhỏ này, hai đứa con đang đi học á. Dư mà đi làm thì bỏ cho con cũng bỏ được. Cho nên là khó mới trả được nợ lắm. Dạ. Con đứa này đang hai đứa này này
hai cháu này này ít bữa đi học thì trước mắt thì con bị chứ cả con sẽ xin sách vở cho hai cháu đấy, con giờ học lớp mấy con sẽ xin hai cháu nên là sách vở để đi học đó. Về cần thiết quần áo á, quần áo cần thiết cái gì là để anh đưa lên cho, vì dưới anh là các nhà hảo tâm gửi quần áo về rất nhiều nha. Có gì là cứ cố gắng đi, đường bố mình là người bố vì vợ ấy mất rồi thì như là mình phải mạnh, phải vững mạnh lên, mình phải cứng rắn lên để mà mình có thể làm nuôi được cả con. Còn vấn đề mà nợ nần thì mình cũng cứ từ từ, biết đâu được thì qua chương trình của anh đấy thì có một nhà hảo tâm mà đó thì có thể là giúp đỡ được em chẳng hạn đấy. Thì em đừng có phải suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng mà nuôi con ăn học đấy. Tiếp tới đây là sách vở anh sẽ xin cho là hai cháu là không phải cần phải mua sách vở đâu. Cái quần áo nữa anh sẽ đưa lên quần áo đầy đủ luôn, kích cỡ như thế nào sau đó anh sẽ đưa lên. Rồi, kính thưa quý vị, bây giờ gia đình của em Hoa đấy thì các bạn đã biết đây rồi, thì rất là đáng thương. Thì qua cái chương trình của mình thì mình hy vọng rằng sẽ có một nhà hảo tâm ở đó sẽ giúp đỡ được gia đình của em Hoa đấy. Thì chương trình mình cũng làm đến đấy, thì mình xin tạm dừng tại đấy để hỏi thăm với gia đình một số cái nữa, còn các cái vấn đề nữa thì mình sẽ thông tin lại sau. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé. We'll be right back.